chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc canh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video ngày hôm nay quốc canh chia sẻ về thiên thần hộ mệnh gửi thông điệp cho chúng ta qua những con số thiên thần bạn có bao giờ nhìn lên đồng hồ và thấy những con số giống nhau hay không hay được gán cùng một số áo thể thao lặp đi lặp lại hay có một con số may mắn mà bạn yêu thích những con số theo chúng ta ở khắp mọi nơi chúng có trên biển quảng cáo biển số xe số điện thoại vé số số tài khoản và về cơ bản là bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể nhìn thấy bạn có thể nhận ra những con số giống nhau dường như theo bạn ở khắp mọi nơi những thiên thần đang cố gắng nói với bạn điều gì đó qua những dãy số thiên thần qua những con số thiên thần. Các thiên thần của bạn thường truyền đạt thông điệp cho bạn bằng cách hiển thị các con số. Họ làm điều này theo hai cách. Đầu tiên, họ thì thầm vào tai bạn một cách tinh tế, để bạn có thể kịp thời nhìn lên để nhận ra thời gian của đồng hồ hoặc biển số xe. Các thiên thần hy vọng bạn sẽ biết rằng bạn đã nhìn thấy cùng một dãy số này nhiều lần. Ví dụ, bạn có thể thường xuyên nhìn thấy dãy số 111 và dường như mỗi khi bạn nhìn vào đồng hồ, thời gian đều ghi là 1 giờ 11 phút hoặc 11 phút 11 giây. Những người nhận thức được hiện tượng này trở nên thành thạo trong việc đọc ý nghĩa của các con số thiên thần. Bằng cách này, các thiên thần sẽ thực sự cho bạn những thông tin chi tiết. Thiên thần số giống như khoa học gặp gỡ tâm linh các con số có từ thời cổ đại và được coi là một dạng ngôn ngữ phổ thông các con số thống trị vũ trụ chúng ta tìm thấy các mẫu số lặp lại trong âm nhạc hình học số đo của các thiên thể và vô số lĩnh vực khác trong thế giới khoa học các con số chứng minh rằng có sự cân bằng chính xác trong tất cả mọi thứ và cũng giống như mọi thứ khác trong vũ trụ các con số mang một rung động và mô hình năng lượng các con số là cả rung động và tần số mọi thứ trên trái đất và trong vũ trụ đều là rung động và tần số chúng là những mật mã bí mật chứa thông tin giúp chúng ta giống như một nam châm hút một lực cần được chú ý khi bạn hiểu một mã bạn có thể hiểu rõ hơn về mức độ thông minh của tần số mà bạn đang thu hút để điều chỉnh một khi bạn học cách khai thác giai điệu hoặc tần số đó bạn có thể học được sự kỳ diệu của tạo hóa nếu bạn muốn tìm ra bí mật của vũ trụ hãy suy nghĩ về năng lượng tần số và rung động đơn giản chỉ cần hỏi các thiên thần của bạn và họ sẽ cho bạn tín hiệu nó thực sự đơn giản nhưng bạn phải tin rằng nó là như vậy và thiền thiên thần là cách tuyệt vời để giao tiếp với họ và bắt đầu đối thoại với những lực lượng ánh sáng vô hình này khi bạn mời các thiên thần vào cuộc sống của mình bạn sẽ thấy mình bắt đầu thấy mọi thứ thay đổi với tốc độ nhanh hơn khi bạn yêu cầu họ giúp bạn thực hiện mọi thứ họ ngay lập tức bắt tay vào sắp xếp mọi thứ để mọi việc diễn ra suôn sẻ họ là nhóm của bạn ở phía bên kia làm việc với bạn để làm cho mọi thứ xảy ra các con số là dấu hiệu để cổ vũ bạn giúp bạn hiểu cho bạn lời khuyên và manh mối để giúp bạn tìm ra cách tốt hơn thiền định là cách tốt nhất để giao tiếp với các thiên thần của bạn đó là hành động dành thời gian để dành toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của bạn vào một trọng tâm duy nhất hành động này làm tăng rung động của bạn lên mức rung động mạnh hơn bình thường trong trạng thái thức tỉnh của bạn khi bạn tiếp tục nhìn thấy những con số hoặc dãy số giống nhau vào đúng thời điểm các thiên thần của bạn đang yêu cầu bạn chú ý đến điều gì đó nó có thể là để khám phá ý nghĩa dao động của những con số đó và họ có thể cho bạn một cú thúc nhẹ để khiến tâm trí bạn tĩnh lặng đi vào trong và suy ngẫm về những con số đó mục đích của chúng ý nghĩa của chúng và thông điệp mà chúng dành cho bạn càng nhiều số lặp lại theo thứ tự thì sức mạnh càng lớn hoặc thông điệp càng mạnh đôi khi các thiên thần của bạn sử dụng dạy số chỉ để chào bạn chúng tôi ở đây chúng tôi đang hỗ trợ bạn cảm ơn bạn đã chú ý chúng tôi đã hỗ trợ bạn khi các thiên thần của bạn đã thu hút được sự chú ý của bạn hãy hỏi họ xem họ có điều gì muốn nói với bạn không đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện thiền thiên thần và mời các thiên thần vào cuộc sống của bạn vào nhà bạn và không gian của bạn khi bạn nhìn thấy một dãy ba số đó là sự khuếch đại năng lượng của số đó và do đó có một thông điệp mạnh mẽ hơn cho bạn thông qua những con số thiên thần mà các thiên thần hộ mệnh và hướng dẫn tinh thần của bạn có thể gửi thông điệp đến bạn nếu bạn hiểu ý nghĩa của những con số này bạn có thể giao tiếp với các thiên thần và hướng dẫn tinh thần của mình và sau đây là ý nghĩa của những con số khi bạn chủ động kết nối với những con số thiên thần, bạn sẽ gặp rất nhiều những con số khác nhau trong cuộc sống của bạn. Tùy vào những thời điểm khi bạn hiểu ý nghĩa của những con số này, bạn có thể hiểu những thông điệp mà các thiên thần hộ mệnh muốn gửi cho bạn. Từ đó, các bạn có thể giải mã những thông điệp này và có những thông tin hữu ích để giúp cuộc sống của các bạn có thể phát triển theo chiều hướng tích cực. Số 1 tin tưởng vào bản thân và tự tin vào khả năng của mình. Đã đến lúc bắt đầu một dự án mới hoặc bắt đầu một liên doanh mới. Đã đến lúc gieo những hạt giống cho tương lai của bạn dựa trên một ý tưởng đầy cảm hứng. Số 2. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, hãy lắng nghe trực giác của bạn và đừng để bị lung lai bởi những gì người khác mong đợi ở bạn. Đây là thời điểm tuyệt vời cho sự lãng mạn quan hệ đối tác và tình yêu. Hãy dành thời gian để tự suy ngẫm, đừng thúc ép bản thân quá sức, cho phép bản thân được đánh giá cao. Số 3, có điều gì đó bên trong bạn cần được thể hiện, có thể là cảm xúc, theo đuổi sáng tạo, liên doanh kinh doanh hoặc một nghề nghiệp gần gũi với trái tim bạn hơn. Giao lưu và cười nhiều hơn. Số 4, bạn cần phải củng cố bản thân và tập trung vào việc xây dựng nền tảng của mình, bao gồm nhà cửa, tài chính và cơ thể, đầu tư vào bản thân, kinh doanh hoặc bất động sản. Số 5, nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, sự thay đổi đang đến gần. Bạn cần phải phá bỏ thói quen của mình hoặc những thay đổi đang xảy ra với bạn. Chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc quảng bá bản thân trên các phương tiện truyền thông, giao lưu và vui chơi. Số 6 bạn đang cân bằng nhu cầu thể chất với sức khỏe tinh thần và tình cảm. Hãy chăm sóc bản thân. Bạn có thể có nhiều trách nhiệm hơn bây giờ, đặc biệt là liên quan đến gia đình. Nghe nhạc và mang thêm vẻ đẹp vào cuộc sống của bạn, sự hài hòa được khôi phục. Số 7. Thời gian để suy ngẫm và thiền định nhiều hơn. Rút lui khỏi thế giới bên ngoài và đi vào trong. Có lẽ đã đến lúc phải chuyển chỗ ở. Bạn cần tập trung vào những gì đúng với mục đích của bạn, chứ không phải là cái tôi của bạn. Số 8. Hãy lớn lên, mạnh dạn lên, mở rộng giới hạn của bạn. Bạn có thể được thử thách. Điều này sẽ chỉ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Sống đúng với đam mê của bạn. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn trở nên thịnh vượng và tạo dấu ấn của chính mình. Số 9. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, hãy thương xót cho chính mình. Bạn có thể cảm thấy bị mất hoặc thậm chí bị từ chối. Nếu vậy, nó chỉ là do bạn chưa đủ yêu bản thân, bỏ qua những suy nghĩ cảm xúc, những người và hoàn cảnh không phục vụ bạn, sống đúng với tính chính trực của bạn và chia sẻ ánh sáng của bạn với những người khác. Bạn có rất nhiều điều để chia sẻ với thế giới. Số 0, đại diện cho sự vô hạn và toàn vẹn, cũng như những món quà tinh thần, số 11 nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, trực giác của bạn đang ở mức cao nhất. Bạn đang được truyền cảm hứng với những ý tưởng sáng tạo, chia sẻ tầm nhìn của bạn với những người khác thông qua giảng dạy, nói hoặc viết, tỏa sáng ánh sáng của bạn và bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người khác. Số 22 Đã đến lúc lấy những ý tưởng đầy cảm hứng của bạn và biến chúng thành vật chất. Nếu có một doanh nghiệp bạn muốn thành lập, điều gì đó bạn muốn dạy, một ngôi nhà bạn muốn mua, hoặc cách bạn muốn xây dựng nền tảng có thể chia sẻ với những người khác. Hãy lập kế hoạch và thực hiện nó. Số 33 Tiếng nói và tầm nhìn của bạn có thể nâng tầm người khác theo những cách sâu sắc nhất. Lắng nghe trái tim của bạn và chia sẻ những món quà độc đáo của bạn với những người khác. Bạn sẽ có tác động tích cực đến những người khác. Bạn có nhiều điều để chia sẻ. Bài tỏ và dạy dỗ. Số 44. Suy nghĩ lớn, sức mạnh của bạn đang được kiểm tra. Bạn có cơ hội tạo ra tác động to lớn đến thế giới, cả về vật chất và tinh thần. Bạn phải lập kế hoạch tốt, đặt nền móng phù hợp và giữ trọng tâm bức tranh lớn. Hãy vững vàng và đúng với tầm nhìn của bạn. Bạn có thể làm được. Số 5 năm. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, bạn cần phải thực hiện những thay đổi lớn và bắt đầu một thói quen, dự án hoặc lương danh mới. Thực hiện những thay đổi mà bạn đặt mình là số 1 và đầu tư vào bản thân. Số 66 Bạn cần yêu bản thân nhiều hơn và thấy mình đẹp hơn. Bạn đang đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình. Bạn cần phải sáng tạo hơn và thể hiện cảm xúc của mình thông qua ngôn từ, nghệ thuật, sáng tạo và tình yêu. Số 77 Hướng nội và tự hỏi bản thân xem bạn thực sự muốn gì. Cuộc sống của bạn có đang đi theo hướng phù hợp với mục đích tinh thần của bạn không? Nếu vậy, hãy tin vào bản thân và chia sẻ những món quà của bạn với thế giới. Có lẽ, bạn muốn chia sẻ sự khôn ngoan bên trong của mình thông qua các câu chuyện, lời khuyên hoặc chữa lành cho người khác. Số 88 bạn đang đảm nhận rất nhiều trách nhiệm ngay bây giờ. Đảm bảo rằng bạn không nhận nhiều hơn những gì bạn có thể xử lý. Bạn có rất nhiều cơ hội để tạo ra nhiều tiền và tác động hơn. Hãy đảm bảo rằng nó phù hợp với mục đích của tâm hồn bạn. Tập trung vào những gì quan trọng đối với tầm nhìn lớn của bạn. Số 99 Đây là giai đoạn kết thúc và buông bỏ. Bạn có thể cảm thấy mất mát hoặc chi ly nhưng nó chỉ để nhường chỗ cho điều gì đó lớn lao hơn và bổ ích hơn. Hãy bỏ qua quá khứ, đặc biệt là những tiếc nuối và biết rằng bạn sẽ được đền đáp trong tương lai, tập trung vào những gì bạn muốn tạo ra mới và loại bỏ những gì không còn phục vụ bạn. Thiên thần số 111. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, bạn có rất nhiều ý tưởng. Bây giờ là lúc để đưa chúng vào hành động. Đừng suy nghĩ quá nhiều mọi thứ Hoặc xa lầy vào sự nghi ngờ bản thân Đây là thời gian cho hành động và niềm tin vào bản thân Bạn có thể tạo bất cứ thứ gì bạn muốn rất nhanh chóng Hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với mong muốn của trái tim bạn Thiên thần số 222 Quy tắc tình yêu Bạn sẽ thấy những cải thiện trong cuộc sống gia đình Sự lãng mạn của mình Và tìm thấy sự bình yên trong nội tâm Đừng thúc ghép bản thân quá sức cho phép bản thân sáng tạo bằng vẻ đẹp và tình yêu bản thân hơn là ép buộc, âm nhạc và khiêu vũ có thể mang lại cho bạn sự cân bằng và hài hòa. Thiên thần số 333. Bạn đang ở trong một dòng chảy sáng tạo. Không có gì có thể ngăn cản bạn mang thông điệp cá nhân của bạn ra thế giới. Những lời nói chân thành và tầm nhìn đầy cảm hứng của bạn có thể mang lại những thay đổi lớn cho bạn và những người xung quanh bạn có khả năng có tác động tích cực đến nhiều người. Thiên thần số 444. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, những giấc mơ, ý tưởng và tầm nhìn của bạn đang được hiển thị thành hiện thực. Bạn đang xây dựng nền tảng cho những ước mơ của mình và cũng sẽ mang lại lợi ích cho những người trong gia đình bạn cũng như các thế hệ tương lai. Thiên thần số 555. Hãy giữ vững đức tin của bản thân. Vì sự thay đổi đang diễn ra nhanh hơn bạn có thể theo kịp, bạn đã giữ được thói quen của mình và việc quen thuộc với điều đó càng lâu càng tốt cho bạn. Đã đến lúc đi du lịch, phiêu lưu, giao lưu và chấp nhận rủi ro. Thiên thần số 666 nó thể hiện sự tập trung quá nhiều vào thế giới vật chất hơn là tinh thần. Bạn đang đưa ra lựa chọn vì sợ hãi và tâm lý nghèo đói và kết quả là làm việc quá chăm chỉ. Bạn là một con người tâm linh và điều này đang nhắc nhở bạn chú ý đến việc nuôi dưỡng cơ thể, tâm trí và cảm xúc của mình. Hãy thắp sáng và tập trung vào những gì thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Thiên thần số 777 Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, bạn đã dành rất nhiều thời gian để tự suy ngẫm và thậm chí có thể nghiên cứu tâm linh. Bạn biết mình muốn gì và đâu là thật với tâm hồn mình. Bây giờ đã đến lúc đi ra ngoài thế giới và tạo ra thiên đường trên trái đất. Bạn cần thể hiện những hiểu biết và trực giác của mình ra bên ngoài. Thiên thần số 888, bạn thực sự đã được thử thách. Bạn đang được nhắc nhở rằng những gì đi lên cũng sẽ đi xuống và ngược lại. Bạn đang đi trên một chu kỳ thay đổi và phong phú vô hạn. Hãy tin vào bản thân và giữ bức tranh lớn trong tâm trí bạn. Đừng nhận nhiều hơn những gì bạn có thể xử lý. Bạn mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ cho cùng thì bạn cũng là con người, sự thịnh vượng là do bạn tạo ra, thiên thần số 999. Nếu bạn nhìn thấy con số thiên thần này, đây là sự kết thúc của một chu kỳ và một chương trong cuộc đời của bạn. Bạn có thể cảm thấy mình cần phải từ bỏ mọi thứ và mọi người nhanh hơn những gì bạn cảm thấy thoải mái. Bạn đã học được bài học của mình và giờ là lúc bạn tiếp tục và chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác. Thiên thần số 1111. 1111 là dãy số thiên thần, số biểu hiện tức thì, chỉ tập trung vào những suy nghĩ và năng lượng mà bạn muốn đưa vào tương lai của mình. Số thiên thần là những cách mà cõi thiên thần có thể giao tiếp với chúng ta, chúng là một dấu hiệu khi bạn nhận thấy một dãy số hãy dừng lại và nghĩ về những gì bạn đang làm hoặc đang nghĩ. Đó là dấu hiệu từ các thiên thần hộ mệnh của bạn và những con số không chỉ cho bạn biết họ đang ở đó. Mỗi số là mã để gửi thông điệp đó cho bạn. Các con số là một trung động và tần số. Họ mở khóa những bí ẩn của vũ trụ. Bạn đã sẵn sàng để nhận ra các dấu hiệu của thiên thần qua các dãy số hay chưa? Nếu vậy, chỉ cần yêu cầu các thiên thần của bạn hướng dẫn bạn và chuẩn bị tinh thần để ngạc nhiên và trải nghiệm những điều thú vị và quốc anh cũng đã chia sẻ nhiều về dãy số thiên thần các bạn có thể tìm video ở danh sách phát và lắng nghe chi tiết hơn về ý nghĩa của những dãy số thiên thần thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Swim Flame 1177 Linh Hồng Sông Sinh. Tại đó các bạn có thể chia sẻ về những câu chuyện của các bạn, về những điều khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại